Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, tiết rất là to trong một năm các bạn nhé. Thì ở trên Lạng Sơn mình ấy, thì cái rằm tháng 7 này, người Tây Nùng người ta gọi đó là tiết dương tai các bạn nhé. Một trong những cái tiết rất là to của người Tây Nùng ở trên Lạng Sơn. Mình nói qua cho các bạn biết một chút, đó là ngày tiết này thì là vợ chồng sẽ đem vịt cùng với hoa quả sang bên nhà bà ngoại để làm cơm cúng nhà. Và có một cái điều đặc biệt các bạn biết không, cái tết dương tai ấy, khi chúng ta đem sang nhà bà ngoại phải nhất thiết là vịt, không thể đem gà sang được. Bây giờ mình mời các bạn mình vào bếp để cùng nhau làm một cái mâm cỗ cúng rằm tháng 7 của gia đình mình nhé. Chúng ta sẽ đi làm đến món vịt nhé. Đầu tiên các bạn nhé, mình đã vặt lông hết rồi, bây giờ các bạn sẽ cho một ít muối vào cho mình. Đấy. Rồi sau đó các bạn sát đều hết để chúng ta làm cho nó hết cái mùi tanh ở phía bên ngoài nhá. Bây giờ chúng ta xả nước và chúng ta rửa sạch. Bây giờ các bạn cho dầu vào chảo cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ thả con vịt vào. Lật qua một cái, đấy, khá là vàng rồi nhé. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta chỉ cần cho nó vàng vàng như này thôi, lát nữa chúng ta sẽ cho lên chúng ta luộc ăn nó sẽ, các bạn biết tại sao như này thì nó vừa hết được những cái lông tơ này, nó cháy này, thứ hai là nó sẽ thơm con vịt hơn rất là nhiều ấy. Cái này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi, nhưng hôm nay sẽ tiện mình quay làm thì mình vẫn tiếp tục mình quay, có bạn nào chưa biết thì các bạn có thể học theo nhé. Như này là xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho ra, không nên đã trao nhiều quá các bạn nhá, nhưng kinh nghiệm mình trao nhiều quá thì con vịt nó sẽ khô. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra ngoài. Chuẩn bị cho mình một ít lá bông mật nhá. Các bạn cho một bột canh vào. Chút bột canh thôi, không cần nhiều. Bóp đi. Đấy. Tại sao mình phải bóp như này các bạn? Vì bóp này cái lá nó sẽ thơm hơn nhá. Bây giờ các bạn sẽ cho cái lá bông mật vào trong bụng con vịt cho mình nhá. Đấy. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cho vào, cho đổ vịt vào này, cho con vịt vào để chúng ta luộc các bạn nhé. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến món nem. Đây, đầu tiên các bạn sẽ nạo cho mình cái cà rốt. Sau khi nạo xong, các bạn sẽ băm nhỏ cà rốt cho mình nhé. Rồi, tiếp theo các bạn giá, các bạn thái rau mùi ra. Cho các bạn thái cái hành lá ra cho mình. Dạ. Đấy, cho hành lá vào. Tiếp theo các bạn băm cho mình phồng nhìn nấm hương. Là băm thái miến ra cho mình. Đây, bây giờ các bạn cho mình một quả trứng vào. Rồi, tiếp theo các bạn cho thịt vào cho mình. Rồi, cho mình thêm một ít hạt tiêu. Sau đó đến bột canh. Hành thêm. Rồi, ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên cho mình.
Đấy, ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi gói thôi. Rồi, các bạn sẽ bôi cho mình một chút giấm nhá. Đây, bôi một chút giấm vào cho nó vàng. Theo chúng ta sẽ đến dán nem nhé. Giờ vào. Cho nó nem vào. Yên tâm vào một giờ. Đây các bạn nhá, đây nem mình vừa mới sán xong rồi, bạn nhìn thấy không, rất là ngon đấy. Con vịt này mình sẽ chặt hơn một nửa để mình đem lên trên nhà mình cúng nhà, còn lại mình sẽ làm canh. Ừ, còn rất là nóng. Sẽ để này, như mình nói là mình sẽ để cái cánh này, cổ này. Đấy. Với cái xương sống này các bạn này. Đây là cái xương sống này. Mình sẽ làm canh. Những cái này mình sẽ để mình làm canh nhé. Còn lại thì những cái phần này mình sẽ chặt ra để mình cho ra bơm. Mình sẽ chặt những cái này ra để mình làm canh. Những cái phần này là những cái phần xương sở, ninh cho nó ngọt nước. Cánh này. Cánh bỏ cái to thì co để xem này. Được, cánh. Đây, giờ các bạn cho măng vào cho mình. Vâng, các bạn cho mình một thìa mực canh. Một thìa ajigo. Đảo đều. Rồi, bây giờ các bạn đổ tiếp cho mình cái thịt cổ cánh cho vào xào nha. Rồi, các bạn đảo đều lên cho mình. Cho nó ngấm gia vị, các bạn đảo cho mình khoảng tầm 2 phút. Rồi, xào như này xong rồi các bạn nhé. Khi là 2 phút nó ngấm gia vị rồi. Bây giờ các bạn sẽ đổ cái nước luộc thịt. Cái nước mình đã luộc con thịt đấy. Đổ vào nhé. Đây các bạn nhìn thấy không, được một nồi canh rất là to. Rồi các bạn nhá, bây giờ chúng ta sẽ đến món cuối cùng là cái món lòng xào dứa. Bây giờ các bạn phi hành thơm lên cho mình cái cuộn hành
lá thì sẽ băm nhỏ ra. Và các bạn cho cái củ hành tím vào thì nó sẽ thơm hơn, nhưng mà mình tận dụng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đục cái này vào khi thơm lên. Lấy mình đã ướp gia vị rồi các bạn nhé, mắm muối rồi. À, cho nó thăn thăn một tí sau chúng ta đổ sứa vào. Chúng ta sẽ đổ dứa vào. Đấy. Cho mình cái hành lá này vào, đảo qua một cái là xong rồi các bạn nhé. Ok. Đây các bạn nhá, hôm nay mình làm xong cái mâm cơm đây rồi. Đây là cái mâm cơm cúng nhà của mình. Chủ yếu là những cái món đơn giản thôi. Vịt mình đã chặt ra đây. Nửa con, đây lòng xào dứa. Còn bên này là nem này. Bên kia rau luộc. Còn cái cổ cánh thì mình làm canh đây. Làm thêm chút dưa nữa. 33 đây. Bé tí rồi. Rồi. Đi đây. Để cho con uống đi ấy. Nè. Nè. Đi làm gì? Thế. Để cho con uống đi. Rồi. Đây. Đủ con đấy. Con một lon mà. Con không uống mấy đâu. Nóng quá rồi. Thôi, con phải mẹ đấy. Con vịt hôm trước ở bên kia to hơn mẹ. Béo. Béo rồi. Con này gầy hơn đúng không? Này nhiều như là nhiều lông, vịt hay lông. Con nào cũng nhiều lông. Thành ơi. Nào, ngồi xuống đây. Này con gái, ăn mấy cầm gì? Mở lối ở đây nào đây hả? Anh em hả? Này, thế mẹ ăn một cái. Không. Này, thì muốn ăn cái này. Ăn đây, ăn đây. Này. Con gái nó không ăn đâu. Thế ăn miếng thịt đấy nhá. Ăn miếng thịt làng vàng này không? Không. Ăn một cái nem. Ăn đi. Ăn còng không? Ăn một cái còng đấy. Thì ăn còng không? Đòi khủng long á. Thì ăn còng không? Cái gì? Bù à? Không. Léo. Ăn miếng thịt đi con. Miếng thịt này ngon mà. Thịt thơm á. Ăn không? Sao không biết được ăn? Ăn lấy còng cảnh không? Cho ăn đi. Ăn hết. Bà bác thì chưa có biết gì ép không nhỉ? Tiền mà lạc. Tất cả lũ bệnh thân em bằng hết. Bọn lạc khá là nhiều cả. Đấy là Tân Thanh. Tân Thanh ạ? Ừ. Tớ gọi là gì nhỉ?
đúng hoài đó kiểu chưa? Hoài thì ở trên, trên nó sờ rồi. Đây là hạnh mà. Có cái đứa nó làm cái thả thì thành nhóm mà nắng ấy. Mà tiền cho cái đứa em không biết lấy về lấy cho mẹ con. Về nhà bị ngay, một người trong nhà gia đình bị là bây giờ gần như là bị hết rồi. Bác sĩ bảo bác sĩ đến là tiêm hết chứ nhỉ? Bác tiêm vẫn bị à? Tiêm thì nói là tiêm gan. Tiêm thì tiêm nhưng mà vẫn bị chứ. Tiêm là gì? Không chết thì không chết thôi. Tiêm là tức là cái giảm nhẹ thôi. Xác suất của nó hạ phổi nó ít hơn thôi. Phổi mà không hoạt động thế thì. Nhân viên được theo em mà tiêm mũi 2 mà vẫn bị hết rồi. Biết rồi thì à, đã dính vào rồi thì biết. Đây là cái bún làng này nè. Cái bún này bán 15 nghìn nữa. Mà đắt hơn bún kia. Cái này là to. Ừ, không phải to.